Ngày nào lật chăn ra thì Sugita cũng thấy chồng mình đang mặc đồ của phụ nữ. Hóa ra anh ta bị nghiện mặc đồ phụ nữ, thậm chí còn thích ăn diện hơn của Sugita, ngày nào cũng phải trang điểm. Sugita cũng đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm, sáng hôm nào thức dậy cũng nhìn thấy chồng đang mặc áo lót của mình. Cô không thể nhịn được nữa, bảo anh ta đừng ăn mặc như vậy, không tốt cho con trai họ chút nào. Nhưng không lâu sau, chồng của cô lại tiếp tục mặc đồ của phụ nữ. Sugita cũng không nói gì, nhưng bây giờ ra ngoài để dạo phố cô không muốn lại gần anh ta chút nào. Bởi vì chắc chắn cô sẽ gặp người quen trên đường. Bạn bè muốn hẹn Sugita đi uống trà chiều, cô không tiện từ chối nên đành phải đồng ý. Sau khi tới quán cà phê, cô lập tức gửi tin nhắn cho chồng mình bảo anh ta hãy về trước. Không ngờ vừa ngồi được một lúc thì chồng cô cũng tới đây. Sugita hoảng hốt, bởi vì cô rất sợ sẽ bị phát hiện ra. Nhìn thấy chồng mình đã đi vào đây, cô vô cùng tức giận, vội vàng gửi tin nhắn bảo anh ta mau cút đi. Ai ngờ chồng cô còn bình tĩnh nói mình đang gọi đồ rồi. Sugita cũng cạn lời, cô chỉ còn cách cầu nguyện bạn mình không phát hiện ra. Bởi vì trước đây bạn cô đã gặp chồng cô, họ cảm thấy chồng Sugita là một người đàn ông rất giản dị và thật thà. Nếu để họ biết được chuyện này thì e rằng cô không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Đột nhiên cô phát hiện chồng mình đã biến mất, hóa ra là anh ta đi vệ sinh. Đúng lúc này bạn cô cũng muốn đi, Sugita vội vàng cản bạn mình lại, bởi vì cô sợ đối phương sẽ đụng phải chồng mình. Bạn bè đều cảm thấy hôm nay cô rất kỳ lạ, chờ tới khi chồng cô ra ngoài thì Sugita mới thả bạn mình ra. Nhưng rất nhanh người bạn bên cạnh đã phát hiện ra cô, còn bảo cô mau nhìn thử, nói người đó là một người đàn ông. Sugita vô cùng hoảng sợ, cô cố giấu sự xấu hổ của mình. Một giây sau chồng cô liền gửi tin nhắn cho cô, nói mình quên đem ví tiền, hỏi cô có mang tiền không. Sugita lập tức nổi điên, cô không biết phải làm thế nào. Bạn bè vẫn còn đang tiếp tục thảo luận về chồng cô. Sugita rất sợ sẽ bị phát hiện ra, ai ngờ vì quá căng thẳng nên đã làm vỡ ly. Điều đen đủi hơn là nhân viên lại bảo họ đổi sang bàn mới, còn là bàn bên cạnh chồng cô nữa chứ. Sugita càng hoang mang hơn, bạn bè càng nhìn càng thấy người kia rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Sugita vội vàng khua tay, chồng cô rất nhanh đã hiểu được, nhưng không ngờ rằng đúng lúc này nhân viên lại đi tới mời anh thử món mới của nhà hàng. Chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của hai người bạn. Sugita thấy vậy đành phải làm ra hành động kỳ quái một lần nữa. Dâu tây, gì ạ, tôi thích nhất, chị muốn gì ạ, tôi thích nhất là dâu tây đó. Dâu tây, có thể để chúng tôi thử trước không? Được ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị cho chị ngay. Bạn bè cũng cảm thấy hành động của Sugita rất kỳ lạ, không biết đã có chuyện gì. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, chồng cô còn gọi cả con trai của cô tới đây. Lúc này Sugita đã không thể nhịn được nữa. Anh rốt cuộc giở trò gì vậy hả tên khốn này? Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm vậy, cô muốn mau chóng đi thanh toán rồi rời khỏi đây. Nhân lúc bạn bè không chú ý, cô cầm hóa đơn của chồng đi thanh toán luôn, còn lén lút nhét cho anh vài tờ tiền, bảo anh mau chóng rời khỏi đây. Không ngờ mới sơ hở một chút là bạn bè đã chạy tới chào hỏi với chồng cô. Sugita vô cùng hoảng sợ, cô tuyệt vọng lắm rồi, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Đột nhiên có người gọi tên của con trai cô, Sugita quay người lại nhìn, không ngờ lại nhìn thấy con trai mình cũng mặc đồ con gái tới đây. Chồng cô cũng bị lộ, Sugita ngây người, cô không ngờ con trai mình cũng có sở thích giống chồng. Bí mật của họ cuối cùng vẫn bị lộ, bạn bè cảm thấy rất ngượng ngùng, lập tức tìm cớ rời khỏi đây. Sugita nghĩ thầm xong đời rồi, bởi vì chắc chắn họ sẽ đi bàn tán chuyện này khắp nơi. Nhưng đột nhiên chồng và con nói hôm nay là ngày rất quan trọng. Hóa ra quán cà phê này là nơi hai vợ chồng gặp nhau lần đầu, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm quen nhau của hai người. Anh hẹn con trai ra đây là muốn cho vợ một bất ngờ, còn tặng cho cô một món quà. Mọi người chụp một bức ảnh tái hiện lại bức ảnh năm xưa của hai người họ. Sugita cũng không để ý sở thích đặc biệt của họ nữa, chỉ cần họ vui là được, gia đình họ vẫn hạnh phúc mới là quan trọng nhất.